Rồi, chúng ta tiếp tục nhá. Trong video này của chúng ta sẽ tìm hiểu về việc là chúng ta sẽ sử dụng cái style ở trong thằng React này như nào. Rồi, ok. Thì để mà chúng ta sử dụng được cái style ở trong thằng React này, thực ra thì, nó dạy chúng ta rồi mà, đúng không nhỉ? Đây nhá. Thì quay lại, thì giờ mình như mình đã nói là chúng ta sẽ làm theo kiểu đó, chúng ta sẽ làm ra một cái app kiểu này đi, hay là một cái trang kiểu này cũng được ấy, nhìn cũng khá là ngầu và mình cũng rất là thích về Pokemon. Đấy, ok. Rồi thì đầu tiên là chúng ta đã tạo ra cái thẻ card này trước đã, để nhỉ. Đấy, ok, thế đầu tiên là mình sẽ style cho một cái thẻ card này. Thế nên là mình sẽ quay trở lại với thằng này. Đấy, mình sẽ quay trở lại với thằng này. Và mình sẽ bỏ thằng Bootstrap đi, tạm thời mình sẽ bỏ thằng Bootstrap đi. Mình vào trong phần index, trong public index. Các bạn cứ tạm thời bỏ đi thôi nhá, chứ không nhất thiết phải xóa đi đâu, bởi có thể lúc nào mình đã cần đến thằng này. Tạm thời thì mình chưa cần đến nó, thì mình cứ format lại, nhìn cho đẹp. Rồi, cái chấm S lại, ta đi. Đấy, thì bây giờ mình muốn là tạo ra một cái CSS cho cái thằng component animal này. Thì như vậy mình chỉ cần vào trong animal thôi, đúng không? Mình tạo ra một cái class tên là animal.css, đúng không? Ok, .css. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ viết thôi. Thì ở trong animal này thì mình có thể div này thì mình cho thêm class name vào nhá. Class name này. Class name. Và class name này của mình thì sẽ bằng là animal. Đấy, animal. Được chưa? Ok. Có số nhiều đi. Đấy, rồi ca chữ S lại. Đấy, thì ra mình chỉ cần vào trong thằng animal.css này mình CSS cho nó thôi. Ví dụ ở đây mình sẽ là animal, đúng không? Và chúng ta sẽ viết, ví dụ ở đây mình sẽ cho ví dụ như khoảng là while sẽ bằng khoảng 500 pixel. High của mình thì để tự động, còn margin của mình thì mình sẽ để là margin 0 với khoảng auto. Tiếp theo nữa là mình sẽ cho border đi. Border sẽ bằng là 1 pixel, đúng không? Solid và mã màu. Thì mã màu bạn dùng màu nào cũng được mà. Mình dùng mã màu CC nhìn cho nó đỡ bị ngáo. Padding mình cho là tầm khoảng 16 pixel đi. Và text align mình sẽ phải bằng center. Đấy, các bạn hoàn toàn thêm thằng box shadow cũng được. Đây, ví dụ ở đây mình thêm thằng box shadow. Box shadow cho vào nhìn cho đẹp thôi. Đấy, độ sâu của chiều ngang này. Y này sẽ 3 pixel và màu sẽ là CC. CC. C. Rồi. Chỗ này chúng ta sẽ có đấy là E này. Ok, cài chữ nét lại. Rồi thì bây giờ nếu mà các bạn ra ngoài này này, các bạn reload lại cũng chả chuyện gì xảy ra cả. Bởi vì sao? Bởi vì rõ ràng là chúng ta đang viết ở một cái file khác, đúng không? Và thằng này thì nó ở một file khác thì làm sao hai này tự nhận được. Thế nên là chúng ta lại quay trở lại thằng app.js, các bạn nhìn không? Nó có đây này. Các bạn chỉ cần là copy thôi, mang sang, đúng không? Thì như vậy sang animal này thì cũng thế, mình sẽ xuống dòng mình paste nó vào đây. Và bạn chỉ cần sửa một cái tên file chính là cái thằng chấm gạch này chính là thư mục, là chính tại thư mục này luôn, được chưa? Nên chúng ta sẽ có lại animal .cds. Ok, cắt chữ S lại. Đấy. Rồi, thì bạn thấy không? Như vậy là ở đây chúng ta có được một cái hai cái component này, đúng không? Wow, hấp dẫn nhỉ. Thì đây mình từ từ đã. Mình chắc mình về vào trong này mình sửa lại trên animal này, mình cho cái margin của mình nhỉ? Sẽ là 10 pixel. Để cho nó cách nhau ra. Được chưa? Ok, đấy thì như vậy là nhìn đẹp rồi, đúng không? Đấy, chúng ta có được hai cái thẻ. Đấy nhá. Đấy, ok, thì như vậy là trong video này của chúng ta là chúng ta đã làm việc được với cái thằng style này của chúng ta rồi. Và chốt lại thì thực ra chúng ta chỉ nhớ lại đúng một điều thôi. Đấy là làm việc style, chúng ta tạo ra một file và chúng ta viết style như bình thường. Và lúc nào mà chúng ta cần dùng thì chúng ta import nó vào. Đấy, vào trong cái component mà chúng ta cần. Thế thôi là chúng ta đã dùng được, được chưa? Đó thì ở trong video sau của chúng ta thì chúng ta còn nốt một cái vấn đề còn lại, đấy là thế vậy thì chúng ta muốn làm việc trực tiếp cái thằng style để ở trong cái component luôn. Ví dụ ở đây. Đấy, tôi muốn viết trực tiếp ở trong thằng input này luôn thì tôi phải làm nào? Thì video sau chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Rồi, bye bye mọi người, hẹn mọi người trong video sau.